các con học sinh khối năm thân yêu. Vậy là hành trình 5 năm dưới mái trường tiểu học Lê Quý Đôn đã khép lại. Mai xa rồi, thầy cô sẽ nhớ mãi những nụ cười sáng trong, những trò nghịch ngợm đáng yêu của các con. Những chú của con đã lớn thật rồi, các con hãy tự tin tiến về phía trước, đi khám phá những miền đất mới nhé. Thầy cô mong rằng những hành trang các con có được từ mái nhà Lê Quý Đôn sẽ theo các con và giúp các con bay cao, bay xa hơn nữa. Chúc các con luôn tự tin vững bước, khó khăn thử thách quyết không nản lòng. Dù sắp phải chia xa, nhưng từng ánh mắt, nụ cười và giọng nói của các con vẫn luôn ở nơi đây, dưới mái trường này và cả trong trái tim các thầy cô. Các con sẽ mãi là niềm tự hào của đại gia đình Lê Quý Đôn. Các con hãy luôn là những chiến binh trong cuộc sống thường ngày cũng như trong học tập nhé. Thầy cô tin rằng mỗi một ngôi sao của Lê Quý Đôn dù ở bất kỳ đâu cũng có thể tự tin tỏa sáng. Cô chúc các con có một mùa hè thật bổ ích, vào được ngôi trường mà mình mơ ước để phát huy được những thế mạnh của bản thân. Mong các con luôn vui vẻ hạnh phúc tại ngôi trường tương lai. Giờ đây, các con đã rời xa mái trường tiểu học, nhưng hãy luôn nhớ rằng trường tiểu học Lê Quý Đôn chính là điểm tựa tinh thần của các con. Thầy cô mong rằng với mỗi thế hệ học sinh của Lê Quý Đôn, dù đã rời xa mái trường thân thương này vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ thầy cô, nhớ mái trường mến thương và nhớ cả những lời đùa nghịch bị cô nhắc nhở. Trong buổi chia tay đặc biệt này, các thầy cô rất vui vì được gửi đến các con những lời chúc mạnh khỏe, vui vẻ và tự tin tiến lên phía trước. Tạm biệt các con, mong rằng hình ảnh mái trường Lê Quý Đôn sẽ luôn in đậm trong tâm trí con. Các con hãy nhớ mái nhà Lê Quý Đôn luôn ở đây, giang tay chào đón các con. Hãy tự hào về bản thân và mái trường của mình các con nhé. Hello, happy graduation day, and finally it's your day. Every day is your day, but today is specifically for you. I'm quite certain that you all have dreams, beautiful dreams for your future. But bear in mind, when you have a dream, you gotta grab it and never let it go. And always remember that you're stronger than you seem, you're braver than you believe, and you're smarter than you think. So be the best. And please promise you won't forget Miss Honey. I'm gonna miss you so very much. I have already missed you. I am going to miss your smiles, your jokes, stories, and everything about you. But I won't say goodbye, because I'm sure we're gonna see each other very soon. Love you always and forever. See you soon. Parents of the grade 5 students of Lê Quý Đôn. My name is David. I am an English teacher for 5A4 and 5A11. And I would like to say a huge thank you and congratulations to all of the grade 5 students this year. With COVID and everything, this year has been very difficult, but the students have worked so hard in school and on Zoom. I'm extremely proud of everyone, and I know with after finishing such a difficult grade 5, you are more than ready for your next step in the future. Thank you for being great students, and I hope I can see you again sometime. Goodbye everybody, see you in the future. Các con yêu quý, vậy là 5 năm học dưới trường tiểu học Lê Quý Đôn đã trôi đi như một giấc mơ chưa? Thầy nhớ mới ngày nào con vào trường, bạn nào cũng còn bé xíu, có bạn còn nhút nhát, rụt rè, đứng nép vào bố mẹ. Thế mà bây giờ bạn nào cũng lớn, bạn nào cũng trưởng thành. Và từ ngày mai, các con chính thức nghỉ hè, chính thức xa trường tiểu học Lê Quý Đôn, xa thầy cô, bạn bè. Và chắc chắn bao nhiêu kỷ niệm trong 5 năm học sẽ ùa về. Tất cả kỷ niệm đó sẽ là hành trang theo các con trên con đường tìm kiếm tri thức mới. Trong giờ phút chia tay đầy lưu luyến này, thầy không biết nói gì, chỉ biết chúc các con hãy luôn luôn là chính mình. Dù học ở bất kỳ một ngôi trường trung học cơ sở nào thì các con cũng hãy phát huy hết năng lực sở trường của mình để xứng đáng là học sinh học dưới mái trường tiểu học mang tên nhà bác học hiền tài Lê Quý Đôn. Thầy cô sẽ luôn luôn dõi theo từng bước trưởng thành của các con. Chào tạm biệt, hãy cố gắng các con nhé. Chúc thành công!
đã đến giờ phút chia tay bạn với tôi. Bao năm tháng đã qua đi rồi, tưởng như chỉ vừa đây thôi. Hãy hát lên bạn nhé, như bao lần ta hát vang. Chia tay nhau ngày hôm nay, cho mơ ước nâng ta bay thật xa. Tôi sẽ rất nhớ phút giây ngại ngùng lần đầu gặp gỡ. Riêng tôi sẽ nhớ những khi giận hơn toàn chuyện vu vơ. Trao cho nhau niềm tin yêu, trao cho nhau kỷ niệm cùng nhau lớn lên. Chào tạm biệt bạn tôi và nguyện nhớ mãi mãi không phải vội. Sẽ khắc ghi trong tim những nụ cười từng khuôn mặt quá thân thương. Cùng hẹn một ngày mai mình lại chung bước với nhau nơi này. Sẽ hát vang những câu ta quen thuộc theo ta đi suốt cuộc đời. Chào bạn của tôi, cảm ơn vì những giây tuyệt vời. Hãy nắm tay nhau ta cùng bước, chan hòa trong ánh nắng rạng ngời. Dù mai này đi muôn nơi, xin đừng quên ngày tháng ta bên nhau. Xin gìn giữ lại tất cả, để bên mình trở đi mãi về sau. Rằng ta mãi mãi là một gia đình, luôn bên nhau qua ngày tháng. Rằng tuổi thanh xuân thật yên bình, cùng nhau vượt qua gian nan. Rộng bước một mình thật trông gai, nhưng đừng chùn bước vội ngoảnh lại. Vì sau bạn luôn có tôi, dõi theo bước chân bạn mãi mãi. Tôi sẽ rất nhớ phút giây ngại ngùng lần đầu gặp gỡ. Riêng tôi sẽ nhớ những khi giận hơn toàn chuyện vu vơ. Trao cho nhau niềm tin yêu, trao cho nhau kỷ niệm cùng nhau lớn lên. Chào tạm biệt bạn tôi và nguyện nhớ mãi mãi không phải vội. Sẽ khắc ghi trong tim quá thân thương. Cùng hẹn một ngày mai mình lại chung bước với nhau nơi này. Sẽ hát vang những câu ta quen thuộc theo ta đi suốt cuộc đời. La 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 la. Trong tim những nụ cười từng khuôn mặt quá thân thương. Cùng hẹn một ngày mai mình lại chung bước với nhau nơi này. Sẽ hát vang những câu ca quen thuộc theo ta đi suốt cuộc đời. Sẽ hát vang những câu ca quen thuộc theo ta đi suốt cuộc đời.